Xin chào và chúc anh em ngày vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung bản tin hôm nay. Ahmad Diallo cập nhật thú vị về tương lai. Cầu thủ người bờ biển Nga đã trả lời phỏng vấn các phóng viên vào tối thứ ba trước trận đấu giữa Manchester và Real Madrid tại Silverdome Snapdragon ở San Diego, California. Ahmad đã bắt đầu 2 trong 3 trận đấu trước mùa giải của Manchester cho đến nay. Anh đã ghi bàn vào lưới của Rangers và tiếp tục màn trình diễn tuyệt vời của mình trước gã khổng lồ của Scotland với một màn trình diễn xuất sắc khác trước đối thủ Arsenal của Premier League. Trong buổi họp báo, Ahmad xuất hiện một mình và không có Ten Hag đi cùng. Người ta cho rằng Ahmad sắp được trao một hợp đồng mới với Manchester để ràng buộc anh với câu lạc bộ trong tương lai gần. Khi được hỏi liệu anh có ý định ở lại sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào mùa hè năm 2025 hay không, tiền đạo này trả lời: "Được thôi, tại sao lại không? Tôi rất hạnh phúc ở đây. Tôi nghĩ mọi người đều hạnh phúc với tôi vì tôi luôn mỉm cười với mọi người, tràn đầy năng lượng. Tại sao không ở lại đây cả đời chứ?" Ahmad đã chia sẻ về chấn thương của anh gặp phải trong giai đoạn tiền mùa giải năm ngoái, khiến anh phải nghỉ thi đấu 5 tháng. Trong phần lớn thời gian của chiến dịch sau khi trở lại thi đấu, Ahmad phải bằng lòng với vị trí trên băng ghế dự bị. Nhưng trong giai đoạn sau của mùa giải, anh thấy tầm quan trọng và vị thế của mình trong đội được cải thiện. "Thật không dễ dàng để tôi bị chấn thương trong giai đoạn trước mùa giải. Tôi đã phải ngồi ngoài một thời gian dài, nhưng điều quan trọng nhất là trở lại mạnh mẽ hơn, giúp đội bóng và cuối cùng tôi hài lòng với những đóng góp của mình. Tôi đã quên đi quá khứ và giờ tôi đang nghĩ về hiện tại. Tôi rất có động lực để bắt đầu mùa giải. Tôi rất phấn khích. Tôi tin vào huấn luyện viên. Mùa giải trước, tôi biết mình không được chơi nhiều, nhưng mùa giải này sẽ là một mùa giải tốt cho tất cả mọi người và tôi rất có động lực để bắt đầu mùa giải." Cầu thủ 22 tuổi này nói thêm: "Tôi nghĩ mọi người đều muốn chơi. Đó là lý do tại sao trong quá trình tập luyện, bạn cần phải dồn hết sức lực để chiến đấu và ra sân trong đội hình xuất phát. Mọi người đều muốn thi đấu. Chúng tôi có một đội bóng tốt, những cầu thủ giỏi như Anthony, Sancho, Garnacho, Rashford. Vì vậy, quyết định cuối cùng là của huấn luyện viên, người có thể quyết định ai sẽ ra sân và ai sẽ ngồi dự bị. Nhưng khi bạn không ra sân, bạn cần phải sẵn sàng. Bạn có thể thấy trận đấu khi bạn ngồi dự bị. Mọi người đều quan trọng trong đội." Ahmad gần như chắc chắn sẽ ra sân cho Manchester trong trận đấu với Real Betis vào sáng sớm thứ năm tới. Cổ động viên MU nên lo lắng về Zorro. Tân binh Lenny Zorro của Manchester đã bị chấn thương trong trận giao hữu trước mùa giải giữa Red Devils và Arsenal vào cuối tuần và có thông tin cho rằng chấn thương của hậu vệ này có thể rất nghiêm trọng. Cầu thủ 18 tuổi này phải rời sân sau 35 phút. Đây thực sự là một đòn giáng mạnh vào Erik ten Hag, đặc biệt là khi Rasmus Højlund đã bị thay ra chỉ 20 phút trước đó. Mọi thứ vẫn còn im ắng xung quanh chấn thương của Zorro, nhưng Melissa Reddy của Sky Sports hiện đã tuyên bố rằng người hâm mộ Manchester có quyền lo ngại về thể lực của trung vệ này. Nhà báo ám chỉ rằng chấn thương của cầu thủ trẻ này có thể nghiêm trọng nhưng sẽ không được công bố cho đến khi Erik ten Hag tham gia buổi họp báo tiếp theo vào thứ năm. Về thể lực của Højlund, Reddy tuyên bố không có lo ngại nào về tiền đạo người Đan Mạch vì mọi thứ đều ổn và cầu thủ 21 tuổi này dự kiến sẽ sớm trở lại thi đấu. Đây sẽ là tin tốt cho ten Hag vì huấn luyện viên người Hà Lan sẽ phải lo lắng về thể lực của Zorro sau khi vừa ký hợp đồng với trung vệ này để giúp giải quyết những vấn đề mà ông gặp phải ở vị trí trung vệ vào mùa giải trước. Here we go, MU chính thức có thêm tân binh. Ký giả Romano xác nhận Manchester tiếp tục đón thêm tân binh trong mùa hè này. Cụ thể Romano cho hay, thi độc quyền, Chido Obi Martin gia nhập Manchester. Here we go. Tiền đạo tài năng rời Arsenal và vừa nhận lời đề nghị tới Manchester. Cầu thủ đã từ chối lời đề nghị cao hơn từ Đức để ký hợp đồng với Quỷ Đỏ. Dự án của Manchester đã thuyết phục được tài năng hàng đầu sinh năm 2007 nhận lời. Obi Martin hiện mới 16 tuổi. Mùa giải vừa qua, tài năng trẻ này đã ghi tới 5 hat-trick trong 9 trận đấu cuối cùng của mùa giải của U18 Premier League. Arsenal trao cho cầu thủ trẻ này những điều khoản mới đối với các cầu thủ không được ký hợp đồng chuyên nghiệp trước 17 tuổi. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận, Obi Martin quyết định rời câu lạc bộ. Ngay lập tức, Manchester sẵn đón. Quỷ Đỏ cho người đưa Obi Martin đi tham quan các cơ sở vật chất của đội bóng và nhanh chóng nhận được lời đề nghị từ tiền đạo trẻ này. Obi Martin được tờ Goal ví von là Erling Haaland của Arsenal. Điều nổi bật lập tức ở Martin là về vóc dáng và thể chất. Chiều cao 1m88 ở tuổi 16 giúp anh quá vượt trội so với các đồng đội cùng trang lứa.
Thành tích ghi 32 bàn chỉ sau 18 lần ra sân ở giải U18 Premier League mùa trước là rất ấn tượng. MU chuyển hướng sang Verman. Theo nguồn tin từ Corrupside, đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc chiêu mộ Joel Verman nhằm tăng cường chiều sâu cũng như chất lượng cho hàng tiền vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Man United hy vọng có thể mang về Manuel Ugarte, cầu thủ thuộc biên chế của Paris Saint-Germain. Quỷ đỏ cũng đã có những bước tiến nhất định trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, mức phí lên tới 70 triệu euro mà nhà đương kim vô địch Ligue 1 yêu cầu khiến thương vụ chưa thể hoàn tất. Đội chủ sân Parc des Princes dù đã sẵn sàng để Ugarte ra đi, nhưng giới chủ câu lạc bộ yêu cầu một con số hợp lý. Theo nguồn tin từ Corrupside, nếu đôi bên không thể sớm đi đến thống nhất, Manchester United sẽ chuyển hướng sang một cái tên khả dĩ hơn, đó là Joel Verman, tiền vệ hiện đang khoác áo câu lạc bộ PSV Eindhoven. Huấn luyện viên Erik ten Hag muốn xây dựng một đội ngũ cầu thủ người Hà Lan tại sân Old Trafford với sự hỗ trợ tài chính đến từ Sir Jim Ratcliffe. Thêm nữa, việc chiêu mộ Joel Verman cũng là giải pháp thay thế khả thi nếu thương vụ Ugarte đổ bể. Những cầu thủ chuẩn bị rời khỏi MU, Man United tiếp tục kế hoạch trùng tu đội hình trong mùa hè năm nay. Quỷ đỏ nỗ lực bổ sung thêm tân binh và đang làm rất tốt việc này. Song MU cũng cần đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Do đó, sẽ có thêm nhiều cái tên chia tay sân Old Trafford trong mùa hè này. Cầu thủ gần như không có tương lai là Aaron Wan-Bissaka. Hậu vệ này đang đàm phán rời Man United. West Ham khả năng sẽ là bến đỗ tiếp theo. Facundo Pellegrini khả năng cao cũng sẽ rời đi dưới dạng cho mượn thêm một mùa nữa. Lúc này, một số câu lạc bộ Hy Lạp muốn có cầu thủ người Uruguay. Ký giả James Dacker của Telegraph tiết lộ Man United sẽ bán Victor Lindelof. Huấn luyện viên Mourinho muốn tái hợp cầu thủ này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tương lai của Eriksen cũng rất khó đoán. Quỷ đỏ muốn bán khi hợp đồng của anh chỉ còn 12 tháng. Ajax nếu tích cực đàm phán thì sẽ có người mình cần. Tương tự, Jadon Sancho được cho là đã sẵn sàng gia nhập PSG. Song câu lạc bộ Pháp chưa có động thái cụ thể đàm phán với Man United. Nếu thương vụ không có tiến triển, Sancho khả năng sẽ ở lại. Huấn luyện viên Ten Hag muốn giữ Scott McTominay vì tiền vệ này vẫn là một quân bài dự phòng hữu dụng. Song Man United có ý định bán McTominay nếu nhận được lời đề nghị đủ sức nặng. Vấn đề là Fulham đưa ra mức giá quá thấp. Vì thế McTominay có thể sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford. Quỷ đỏ cũng muốn đưa Casemiro sang Ả Rập Xê Út để kiếm tiền trang trải việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, tiền vệ này không có dấu hiệu gì cho thấy muốn ra đi. Với việc mức lương của Casemiro cũng rất cao, có thể Man United không thể bán người trong mùa hè năm nay. Anh sẽ ở lại. Khi mà hàng thủ của Man United quá mỏng, Quỷ đỏ cũng sẽ giữ lại Harry Maguire. Những động thái chuyển nhượng gần đây cho thấy huấn luyện viên Ten Hag cũng sẽ không để Anthony ra đi. Cầu thủ này có thêm một mùa giải nữa để chứng tỏ giá trị. Dự đoán trận ra mắt của Ziggy, tờ Manchester Evening News mới đây đã tiết lộ cụ thể kế hoạch của Man United dành cho tiền đạo Joshua Ziggy. Giữa tháng này, trang chủ của Quỷ đỏ đã thông báo chiêu mộ thành công trung phong Ziggy từ Bologna với giá 35,8 triệu bảng Anh. Ngôi sao người Hà Lan vừa trải qua mùa giải 2023-2024 thăng hoa cùng với Bologna khi ghi tới 11 bàn sau 34 trận ra sân ở Serie A. Có đó góp công lớn giúp đội chủ sân Renato Da Ara có cơ hội trở lại thi đấu ở Champions League sau gần 60 năm vắng bóng. Mặc dù đã chính thức trở thành người của Quỷ đỏ được gần 2 tuần, nhưng tiền đạo 23 tuổi vẫn chưa có buổi tập chính thức nào cùng với các đồng đội mới. Theo tờ Manchester Evening News, Ziggy sẽ không tham gia chuyến du đấu trên đất Mỹ cùng với Man United. Điều này đồng nghĩa chân sút sinh năm 2001 cũng sẽ không có mặt ở hai trận giao hữu sắp tới với Real Madrid và Liverpool. Ngoài ra, tờ báo trên đã giải thích lý do Ziggy tập trung muộn xuất phát từ việc cầu thủ này vừa tiến sâu tại Euro cùng tuyển Hà Lan. Phải đến ngày 11 tháng 7, cựu sao Bologna mới hoàn thành xong nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia nên sẽ được cho miễn chuyến du đấu ở Mỹ. Dự kiến trận ra mắt trong màu áo mới của Ziggy sẽ là trận tranh siêu cúp Anh giữa Man United và Man City trên sân Wembley vào ngày 10 tháng 8 tới. Ngày hôm qua, cánh phóng viên cũng đã bắt gặp Ziggy đã có mặt ở trung tâm huấn luyện Carrington để bắt đầu quá trình tập luyện, lấy lại thể lực sau kỳ nghỉ hè. Sự xuất hiện của ngôi sao 23 tuổi là cú hích lớn dành cho đội chủ sân Old Trafford ở thời điểm hiện tại, khi trung phong Rasmus Højlund vừa dính chấn thương ở trận giao hữu với Arsenal vào sáng chủ nhật tuần trước. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn